Hello, xin chào tất cả bạn. Hôm nay tôi sẽ thực hiện giải mã một trò thuật mà rất là nhiều bạn đã gửi ý kiến cho tôi muốn tôi giải mã cái trò thuật này. Đây là một trò thuật mà đang rất là hot trên mạng hiện nay, cũng có rất là nhiều bạn quan tâm. Nó liên quan đến một chiếc thùng. Đó. Ở đây là một chiếc thùng bên trong trống rỗng và những cái cây giá thằng đối tượng hổ đang cầm. Thượng đưa giá cho anh được. Chú không phải giả vờ múa võ đâu. Võ vẽ đã không biết còn múa, nhìn người ta múa này đấy. Ok. Đây là một cây giá các bạn thấy là rất là nhỏ. Ở kia thì có khoảng tầm hơn 10 cây nữa. Và cái trò thuật này thì thằng Vũ Thượng nó sẽ nhảy vào trong đây. Tôi ở bên ngoài sẽ cầm những cái cây giáo kia đâm xuyên qua cái thùng này. Thì đây là một trò thuật mà các bạn đã xem rồi. Tôi nghĩ là rất là nhiều bạn đã xem cái trò thuật này rồi, xem ở trên mạng. Có một cô gái nhảy vào trong một cái thùng và có một thanh niên bên ngoài cầm những cây giáo xuyên qua xuyên lại xuyên qua xuyên lại. Nhưng mà cô gái ở bên trong không bị làm sao cả. Và hôm nay tôi sẽ thực hiện lại cái trò thuật này. Thằng Vũ Thượng sẽ nhảy vào trong đây. Tôi bên ngoài sẽ cầm cái giáo xuyên qua xuyên lại xuyên qua xuyên lại. Và cuối cùng là thằng Cú Thượng sẽ không bị làm sao đấy. Và bây giờ không linh tinh luyên thuyên nữa thì tôi sẽ biểu diễn cái trò ảo thuật này cho các bạn xem. Sau đó thì tôi sẽ giải mã. Ok. Đầu hơi ghé như bên này. Các bạn ý nhá. Ở đây là không có gì. Ở đây là không có gì. Rồi, bây giờ tôi sẽ đâm cho các bạn xem. Tôi sẽ xiên ngang ở đây cho các bạn xem nhé. Ok. Xiên ngang này. Đâm ngang nhé. Tôi biết vị trí đâm. Phát này. Nó sẽ chui qua đây. Và sang bên này. Ok.
Bình thường thì các bạn sẽ tưởng là thượng nó ngồi giữa, nhưng mà không phải, nó đang ngồi đây. Tiếp theo, cây giáo thứ hai, tôi sẽ đâm đây tiếp, mà tôi đâm sâu hơn một chút. Rồi, ok. Các bạn nhìn nha, đó. Thằng ngũ thượng ngồi bên trong nó không hiểu sao. Cây giáo này sẽ đâm từ đằng sau đâm lên, tôi sẽ đâm ở đây. Các bạn nhìn nha. Ok, đâm từ đây và tôi xiên ra trước. Tôi sẽ xiên như này, các bạn thấy nha, ok. Xiên ra trước, tôi sẽ xiên hơi chéo ra giữa này. Thì người đằng trước người ta nhìn người ta tưởng là tôi đâm thẳng, tôi sau đâm ra nhưng mà không phải. Tôi đâm chéo, đó. Đâm chéo như này. Xiên ra giữa như này. Ok. Thằng thượng vẫn ngồi bình yên vô sự, không hiểu sao cả. Tôi sẽ đâm tiếp cái cây giáo này từ đằng sau. Các bạn để ghi nhá, vẫn đâm vị trí đấy. Đâm vào vị trí đấy. Ok. Lại đâm thẳng trước này. Rồi. Nếu chúng ta ngồi bên ngoài chúng ta nhìn, chúng ta sẽ không biết thượng bên trong như thế nào. Nhưng mà nhìn vào bên trong thì đây, đó, nó chỉ cần ngồi như này thôi thì sẽ né được hết tất cả. Tôi đã đâm một cây nữa đây. Đó. Đầu tiếp. Cây nữa đây. Thật sự là tôi biết thằng thượng nó ngồi đâu và tôi có thể tôi đâm thôi. Các bạn thấy là thượng nó ngồi bên trong vẫn bình an vô sự. Tôi biết chỗ nào đâu và tôi cứ đâm hết thế này thôi, bởi vì tôi biết nó ngồi sau rồi. Nên là tôi sẽ chừa chỗ đằng sau ra và tôi không đâm, tôi chỉ đâm những cái chỗ mà không có nó ngồi. Đó, cứ đâm như này. Ok. Và cuối cùng đợi lại. Ok, các bạn thấy là tôi đã đâm xong rất là nhiều cái cây giáo nhọn vào trong cái thùng, nhưng mà bên trong thằng thượng ngồi rất là an toàn, không bị làm sao cả. Bởi vì thứ nhất là tôi đã biết được cái vị trí đâm. Thứ hai là những cái cây giáo này nó không nhọn nên là nó sẽ không gây sát thương. Tôi không để nhọn mà tôi đã cắt cùi đi rồi đấy các bạn đấy. Nên là nó sẽ không gây sát thương, đâm vào chẳng bị sao cả. Cho bạn xem qua hết tất cả nhé. Đây là tất cả cái cây giáo tôi xuyên qua thùng này lần 2. Lần 2 tôi xuyên chuyên nghiệp hơn. Đằng sau các bạn để ý nhé. Đây này, tôi cho bạn hiểu được nhé. Tất cả cái kia các bạn thích đâm nào bạn đâm nhỏ, riêng đằng sau các bạn không được đâm ra giữa. Bởi vì đâm ra giữa thì sẽ đâm một người thằng ngũ thượng. Đó, thằng ngũ thượng nó đang ngồi đây này. Nên là tôi chỉ đâm hai cái bên này thôi, đâm hai mạng sườn. Đâm hai mạng sườn và đâm chéo ra trước. Đấy, đâm chéo ra trước. Có cái trên này đâm xuống thì chẳng sao cả, bởi vì thằng ngũ thượng nó ngồi đây. Thằng ngũ thượng nó ngồi vị trí này. Đấy, các bạn nhìn nhé, cái này đâm chéo hết này, đây đâm thẳng không bị sao cả. Bây giờ tôi sẽ mở ra cho bạn xem thằng ngũ thượng nó ngồi như nào. Tôi rút này ra. Ok. Rồi, mở ra. Ok. Chú có thể gần đầu được rồi đấy. Đó. Các bạn nhìn nhá, cái vị trí ngồi nó này, nó ngồi sát đằng sau mà tôi chỉ đâm cái vị trí đằng trước rồi thôi. Khi các bạn xem video các bạn sẽ tưởng người ta sẽ ngồi ra giữa mà không phải, người ta ngồi sát về đằng sau và cái vị trí đâm người ta để đâm xuyên đâm chéo, đó là cái thủ thuật. Đó. Thằng thượng có bị sao không? Không, không. Bây giờ có bị phát nào xuyên vào người không? Không, không. Bây giờ chú ra được không? Ra được không? Không ra được. Ok. Rồi đấy. Bây giờ cho chú tự ra mà. Ra khỏi tất cả cái giáo này. Ok. Rồi, đưa xem người ta có xước sát hay không nào. Nào, có việc sao không? Không. Ok, xong trỏ thuật. Đó, đó tất cả cái gì mà chúng tôi đã thực hiện.
Ok, xong đấy, tôi đã giải mã xong cái trò thuật này. Các bạn thấy là nó không có gì là khó cả, rất là đơn giản thôi. Thật ra sau khi mà xem clip mà các bạn gửi cho tôi ấy, thì tôi ngồi tôi suy nghĩ khoảng tầm 50 phút là tôi đã giải rồi. Và hôm nay tôi thực hiện lại. Bạn nào bảo không phải nhá, không còn cách nào khác, chỉ còn cách này là cách duy nhất. Các bạn xem các bạn có thể đoán được, các bạn có thể stop video, các bạn xem những cái cách người ta đâm ấy. Đằng sau người ta chỉ đâm 4 cái thôi và người ta không đâm ra giữa, người ta sẽ đâm chéo đằng trước như tôi vừa giải thích đấy. Đấy, tất cả là như thế. Ok, rồi. Rất là vui sau khi mà thực hiện xong clip này, bởi vì là tôi cảm thấy là rất là hạnh phúc khi mà tôi đã đoán được ra cái trò này và tôi đã giải được cái trò này, cũng như là tôi đã biểu diễn cho các bạn xem để các bạn đỡ tò mò và thắc mắc hơn. Và có thể rất là nhiều bạn không biết tôi, có rất là nhiều bạn đã biết đến tôi từ trước giờ. Tôi là một nói chung là không phải là một chuyên gia nhé, tôi là một người chuyên giải mã ảo thuật, tức là tìm những cái trò thuật tôi giải mã thì cách đây rất là lâu rồi, và bây giờ tôi mới trở lại bởi vì là có rất là nhiều bạn yêu cầu, nên là tôi mới giải mã cái trò này, bởi vì là tôi thấy trò này nên giải mã, nó rất là hay, rất là hay. Ok đó, và chưa một ai giải mã được trò này, chưa một ai, tôi chưa thấy ai giải mã trò này, và có lẽ tôi là người đầu tiên. Tôi không tự hào nhưng mà tôi thấy rất là vui khi mà tôi đã giải được cái trò này rất là nhanh, chỉ trong vòng 5 phút. Đây là tất cả cái gì còn sót lại. Chỉ với một clip mà tôi phải thiết chế là một cái khung như này này thế này. Bởi vì tôi không kiếm đâu ra được một cái thùng to để cho vừa thằng Vũ Thượng nó ngồi vào bên trong. Nên là tôi bắt buộc phải đi hàn cái khung này, thiết chế cái khung này và mua rất là nhiều tre về. Đó, rất là tốn kém luôn, cùng với lại giấy để dán lại hai lần. Bây giờ thu cho anh. Ok, có lẽ là không còn gì để nói nữa. Bây giờ tôi sẽ phải dừng clip ở đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn. Bye bye.